Xin Lê, bạn nói về cái vấn đề hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bạn Xin Lê, anh nói Bình Dương không phải, bạn ấy là hôm ấy tranh luận với này anh Bùi Gia Việt, nhưng mà anh gặp cái bạn Xin Lê nhiều rồi, bạn ấy cũng hiện nay cũng tham gia trong phong trào coi như là Trấn Hưng ở cái kênh Trấn Hưng TV ấy. Thì bây giờ mình mới nói, tức là bạn ấy, tức là hiện nay nhé, mình phải nói sơ qua các bạn, hiện nay ở bên một số ví dụ kênh Tân Thái này, bên Lê Sương này, kết hợp với một số cái kênh và Trấn Hưng TV ấy, tức là đang có cái phong trào gọi là gửi tiền về để cho ở trong này bọn dân chủ mua những cái quyển cuốn hiến pháp phát cho từng người dân, mà không biết là mà mua bao nhiêu phát phát cho bao nhiêu, nhưng mà theo đấy các bạn vừa nghe cái ý của bạn Trinh Đê, thì bây giờ này cái gì bạn cũng quy quy kết cho đảng hết, nhưng mà mình phải nói Bình Dương thì tất cả các bạn này, hiến pháp đảng kia chủ trương gọi là lãnh đạo chung thôi, đúng không? Vì ở cái tầm vĩ mô thôi, còn hiến pháp là do quốc hội để quốc hội tức người ta đã viết, và người ta trước khi cuốn hiến pháp ra đời phải lấy ý kiến nhân dân, và trong quá trình mà gọi là phát triển ấy, thì có những điều gì hiến pháp nó không không còn phù hợp nữa hoặc chỉnh sửa một điều đó thì là quốc hội chỉnh sửa và đưa ra lấy ý kiến nhân dân, và cái điều này thì chỉnh sửa có được hay không, đó là cái hiến pháp tất cả là do quốc hội nhé, chứ có đừng có nói là đảng cộng sản có soạn thảo cái bản hiến pháp này và coi như là và phải có trách nhiệm để đưa những cho nhân dân. Cái thứ nhất thì mình nói về cái cuốn hiến pháp này là toàn bộ là do quốc hội nhé, đúng không? Mà quốc hội thì là do dân bầu lên, đúng không? Đảng thì không phải, đảng không phải do dân bầu lên, nhưng mà quốc hội do dân bầu lên. Đảng ví dụ là những người ưu tú thì người ta muốn vào đảng, đảng xét thấy những người này phù hợp với lại đảng cộng sản Việt Nam thì kết nạp người ta vào đảng, còn lại ví dụ trung ương đảng các thứ thì cứ tuần tự từ dưới lên trên thì người ta bầu, trong đảng người ta bầu chứ không phải nhân dân bầu đảng đấy. Cho nên bạn kia bạn cứ gán ghép cái gì là cũng là trách nhiệm của đảng, nhưng đây là quốc hội, mà quốc hội là nhân dân. Cái điểm thứ nhất thì mình muốn 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 nhấn mạnh cái điều đó. Cái điểm thứ hai nữa là như thế này, tức là cái hiến pháp ấy, là cái chung, mà dưới cái hiến pháp là có những cái pháp, tức là có cái pháp luật chuyên ngành đấy, cứ ngành tức là còn phân ra rất nhiều nhánh của pháp luật, ví dụ như là về hình sự, là về dân sự, là về tất cả các thứ, rồi ra dưới những cái pháp luật đấy lại còn có cái thông tư và có cái nghị định người ta hướng dẫn để người ta hiểu cái hướng pháp với cái những cái điều pháp luật đấy, nhưng tất cả những cái pháp luật đều phải dưới cái hiến pháp, tức là nó phải theo cái hiến pháp. Khi ví dụ mình soạn thảo một cái văn bản, một cái pháp luật hoặc một nghị định, một cái thông tư nào đó thì phải tuân thủ hiến pháp. Cho nên là Bình Dương với các bạn biết, thỉnh thoảng thì cái ủy ban pháp luật của quốc hội ấy phát hiện ra những cái nghị định này anh trái hiến pháp, người ta hủy ngay, người ta không được, đúng không? Cho nên là tất cả các nghị định và cái thông tư ấy đều phải phù hợp với cái hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành rồi. Mà nếu mà ví dụ cái nghị định của hiến pháp nào, cái điều luật nào cái mà nó trái hiến pháp ấy, thì có cái ủy ban pháp luật, nó mới có cái ủy ban pháp luật của quốc hội người ta mới thổi còi ngay, cái này anh phải chỉnh sửa lại để cho nó đúng với vấn đề hiến pháp đấy. Là vấn đề thứ hai thì anh muốn nói, còn vấn đề thứ ba đấy là cái này, các bạn nói là bây giờ ví dụ này, tức là quốc hội vừa nãy là bạn nói đảng, tức là bạn cứ 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 vơ vào là đảng, đúng không? Chứ không phải, cái này là do quốc hội Cứ đấy. tất cả rồi gom Cho vào nên đảng rồi đúng cái âm mưu của chúng nó, cái gì chúng nó cũng vơ hết vào cái xấu cho đảng đấy, chứ còn đảng không có dính dáng vào cho đảng, chỉ đạo chung thôi. Quốc hội phải có trách nhiệm đưa những cái cuốn hiến pháp và pháp luật xuống dưới cho những người dân người ta biết. Thì bây giờ như này, ví dụ hiện tại anh Dương muốn tìm hiểu những hiến pháp thì lên Google cũng có, hoặc ra những cái hiệu sách của ra những cái tủ sách của ủy ban nhân phường hoặc ủy ban nhân quận, hoặc ở nông thôn thì ủy ban nhân xã người ta đều có hết, đúng không? Đấy, còn ví dụ là đã có trường hợp anh nghĩ này, ở bên nước ngoài ấy, nó chửi cái bọn mà tức là định phổ biến hiến pháp, tức là mua cuốn hiến pháp mà gửi tiền về mua cuốn hiến pháp, mà chính cái bọn ví dụ như Võ Trung Trực và một số thằng khác nó phản đối cái phong trào này, thì nó bảo là bây giờ thích hiến pháp thì cứ lên Google rồi đó in ra thoải mái, đúng không? Hoặc là người dân hiện nay có cái điện thoại thông minh thì bây giờ cứ đánh ở cái điện thoại thông minh ra hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nó ra hết, không Thì có hiện phân biệt. ra Đấy là hiện tại hết như bây giờ, đúng không?
Chứ còn bây giờ nhà nước đấy phổ biến đến các thôn bản nọ kia kia thứ, nhưng mà trách nhiệm của người dân thì cũng, ví dụ ông phải, ví dụ ông muốn thực thi đúng cái pháp luật thì ông phải đi tìm hiểu, đúng không, tìm hiểu hiến pháp, tìm hiểu, hiểu pháp luật. Còn lại ví dụ tất cả những nghị định này, tất cả những cái pháp luật dưới cái hiến pháp, ví dụ mình là người dân thôi, mình va chạm đến đâu thì mình đi tìm hiểu đến đấy, đúng không? Kể cả các luật sư hiện nay cũng không thể, người ta không thể nắm được hết những cái gọi là cái luật pháp, hoặc là những cái nghị định, hoặc tất cả cái ở bên dưới, đúng không? Người ta va chạm đến đâu thì người ta đọc và người ta có kiến thức rồi, người ta hiểu đến đấy. Đấy, ví dụ như người ta đọc phải có kiến thức chứ không phải là không. Ví dụ như bọn anh học cái kỹ sư ở về ngành kỹ thuật chẳng hạn, thì ở trường đại học người ta chỉ có dạy cho anh cách đọc sách để mà anh có kiến thức, anh hiểu thôi, đúng không? Chứ còn làm sao mà mình học một cái ngành này mình hiểu toàn bộ được, mà trong khi đó khi mình không tìm hiểu, hiểu lại khi mình học xong, đúng dạ đúng rồi, đâu có hiểu toàn bộ được hết. Đấy, cho nên ví dụ như đơn giản như Dương chẳng hạn, em kinh doanh đúng không, thì em đọc về những cái nghị định, nghị quyết về vấn đề kinh doanh ở cái ngành nghề của em, hoặc em va chạm với em tham gia giao thông chẳng hạn, chẳng hạn, thì em đọc những nghị định hiện nay, ví dụ nghị định mới nhất là 171, bây giờ xuống là nghị định 46, đúng không? Thì là mình mới biết là mình đi như này, vi phạm này sẽ đấy, như sẽ bị phạt như thế này, hoặc là những cái điều lệ của nó. Cái thứ nữa này này, như này bạn nói là tại sao có như từ coi như năm lớp 1, lớp 2 các thứ thì là không phổ biến hiến pháp thì cho các trẻ em. Anh nói em bây giờ nhá, lớp 1, lớp 2 các thứ nó bé, chúng nó biết gì về vấn đề chính trị, vấn đề hiến pháp, pháp luật, đúng không? Nó học chữ rồi học toán, học tất cả các vấn đề rộng. Còn khi anh lớn lên đến là 18 tuổi, hoặc là anh lớn anh đủ cái trình độ, anh tìm hiểu rồi thì anh tự động anh đi, anh đi tìm hiểu. Đủ nhận thức anh. Đấy, anh có cái nhận thức rồi anh đi tìm hiểu thì nó mới thấm vào đầu anh được. Chứ còn anh hiện nay coi như là cái nhận thức anh chưa có thì anh đi tìm hiểu làm sao mà ngấm vào được. Cho nên cái sổ nhưng mà bạn ấy khi mà khi đúng rồi, nhưng mà thay vì khi bạn ấy không hiểu, ví dụ bây giờ mình muốn thắc mắc thì đương nhiên mình phải đi trình tự từng cấp lên, chứ không thể nào mình đi một phát một lên trên kia mình vượt cấp được. Nhưng mà bạn ấy không đúng hiểu rồi. Bạn ấy là muốn, có nghĩa là muốn nói luôn là quốc hội phải hiểu mình phải đi qua làm sao mình vượt cấp để mình nói chuyện được, đúng không? Cái vấn đề, cho nên là tất cả những cái, nói chung là tất cả những cái mà anh theo dõi bạn tranh luận với Dương là tất cả là đảng cộng sản hết. Đấy. Cái gì đảng cộng đúng sản rồi. Ngưỡng đảng cộng sản tại, cho nên kể cả bạn nó hiểu tại cái hôm, sản các thứ thì đúng rồi, không được. Ngày hôm qua em bên room của Rô Đào thì cũng có một con bé, nó người Việt Nam ở trong nước mình, cũng cầm cuốn hiến pháp mà đọc chữ còn chưa chạy nữa, mà cũng nghe lời tung hô của những người kia đi mua cuốn hiến pháp đó về đọc, nhưng mà đọc rồi cũng đâu hiểu trong hiến pháp là cái gì đâu. À, rồi bắt đầu nói được vài câu, em nói mấy câu là quay qua chửi thôi. Ví dụ là cái cuốn hiến pháp, ví dụ cái điều này chẳng hạn, đúng không, hết một điều người ta, ví dụ người ta cũng có cái mà chưa giải thích được, ví dụ là có ghi một câu tức là xem hướng dẫn về cái vấn đề pháp luật của cái điều ấy, của hiến pháp đấy, thì người ta có nói hết, xong bắt đầu mình đọc cái pháp luật, đúng không, mình phải tìm cái cuốn pháp luật và nói về cái vấn đề đấy, xong đó bắt đầu ví dụ dưới pháp luật có khi là có những cái thông tư hướng dẫn thì mình phải đọc, đúng không? Cho nên những người dân như mình, theo mình nghĩ là như này, anh va chạm đến đâu anh học đến đấy. Chứ còn bây giờ ông cứ suốt ngày ông quấn cái pháp về, ông ôm một đống như là những quyển bao nhiêu, biết bao nhiêu chào nhọc nhỉ, chào quấn về pháp luật, đúng không, bao nhiêu nghị quyết, bao nhiêu ấy, thì làm sao mình ôm về mình đọc mình còn bao nhiêu việc nữa. Cho nên cái thực tế nó là cái vấn đề như thế. Cho nên anh nói với Dương Bình Dương này, mình nói tóm lại tất cả những cái trò này, bạn Chính Lê thì mình cũng gặp như bạn nhiều trên các diễn đàn rồi, đây là những cái phong trào của cái bọn ở bên hải ngoại mà chúng nó moi tiền, đòi moi tiền những đồng bào hải ngoại, mỗi người 50 đô, 100 đô để chúng nó về đây, chúng nó phổ biến cái gọi là hiến pháp, pháp luật, những trò vô bổ hết. Nhân dân, tôi ở qua đây muốn nhân dân muốn đọc hiến pháp lên Google search nó có hết. Đấy, chỉ cần một động tác thôi, hoặc là ai muốn không có điện thoại thông minh thì ra các ủy ban nhân dân phường xã nó có những thư viện đấy, hoặc là thôn bản nó có hết, các bạn ra tìm đọc. Còn đừng có lấy mấy cái cuốn sách của mấy cái thằng mà chấn hưng nước về TV, đúng không? Cái trò chúng nó là cái trò lừa đảo của bọn đấy, mà trong chính những cái mà cái bọn mà chống cái chuyện hiến pháp này ở bên nước ngoài ấy, chúng nó cũng vạch mặt ra rồi, chứ cũng chẳng cần phải mình vạch mặt.
Tức là vừa rồi thì nghe cái bạn sinh lên lên bạn ấy nói, giả sử bạn có ở đây nữa thì là em mời bạn lên để cho ví dụ anh em mình có cái kiến thức để mà nói cho bạn ấy, mà những cái gì mà những âm mưu của các bạn ấy mình cũng vạch luôn đúng không, cái trò là cái âm mưu thôi. Rồi thì Dạ đúng rồi anh. cho đến đây thì anh cũng xin Dạ chào cậu xuống Nguyễn. để là Dạ dạ rồi cảm ơn anh. Để em, dạ em mời anh Thành Trung một đây. Chắc đi ra rồi quá. Dạ chào cô Ngọc Nguyễn. Dạ chào anh Bạch. Chào Thanh Thanh. Xin chào Bình Dương và chào các anh em cộng đồng mạng. Hôm nay cái Em chào anh Trung. nội dung của Bình Dương ấy về nói chuyện trên cái diễn đàn này là về chủ đề đa đảng đúng không? Và vừa rồi ấy, thì trước khi mình nói về đa đảng thì mình cũng xin nói qua về cái bạn Trinh Lê một chút. Thì cái này này mình phải nói với các bạn như như thế này. Thì năm 1976 là quốc hội đầu tiên của hai miền độc lập, đất nước thống nhất đã họp và đã đưa ra một cái hiến pháp chung cho toàn đất nước. Thì mình phải nói với cái bản chính đề Vâng, là thưa ông Nguyễn. như thế này này. Đấy. Thì bạn phải hiểu rằng cái hiến pháp nó là chung. Hiến pháp là chung. Đấy. Tất cả phải thực Đúng hiện rồi, theo đúng hiến rồi, pháp và chào pháp ông luật. Ngân. Thì dưới hiến pháp là luật. Đấy. Dưới pháp là luật. Luật là gì? Luật là cụ thể hóa tất cả những điều trong hiến pháp. Ví dụ trong hiến pháp nó là chung này, luật thì nó ra có là luật hình sự này, luật dân sự này, luật giao thông à, tất cả các luật. Đấy. Thế dưới luật là cái nghị định. Nghị định nó để chi tiết hơn. Đấy, chi tiết hơn của cái luật này. Đấy. Và dưới cái nghị định là cái thông tư. Thông tư là hướng dẫn chi tiết để người dân thực hiện. Đấy. Mà bạn nói bạn 30 tuổi mà bạn bây giờ mới cầm được quyển là quyển quyển hiến pháp thì thực ra là bạn này chắc học hành nó cũng chẳng ra gì. Đấy. Khi mà Đảng và nhà nước, Quốc hội đã đưa ra cái hiến pháp đã lấy ý kiến toàn dân. Đúng không? Lấy ý kiến toàn dân. Và hiện nay tất cả các văn bản pháp luật khi ra đã tuyên truyền tới các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, đài, truyền hình và tất cả bây giờ đến tận phường xã các nhà văn hóa địa phương đều có và lên tận bên trên cơ quan pháp luật của xã cũng đã có những cái thư viện để mà chúng ta nghiên cứu luật pháp và pháp luật đúng không? Mà bạn ấy hiểu rằng như một câu rất là ngô nghê, mình nghĩ đây cũng là một cái âm mưu nào đó. Và vừa rồi thì mình nói với các bạn rất là nhiều lần rồi, hiện nay ở bên California, California ở chỗ cái nhà của Benny Trương Tân Thái và trong đó có Uyên Thủy, Uyên Thủy mình đã xem cái hoạt động hội nghị bàn tròn của cái nhóm này. Đấy. Nó đang tuyên truyền một cái chiến dịch bất tuân dân sự. Đấy. Từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Dạ đúng rồi. Đấy. Và nó dùng tiền, nó đang quyên góp tiền ở bên Mỹ để nó đưa về để cho Việt Nam, cho những cái thành phần này tuyên truyền về cái hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam và chúng ta gạch chân những cái từ mà để cho các bọn này tuyên truyền. Nhưng thực ra ấy, cái bọn này nó chỉ là Chào anh. như anh ngồi đáy giếng mà thôi. Đấy. Họ chỉ hiểu một mà không hiểu 10. Đấy. Nói toàn cái tư tưởng là chống đối. Mình hỏi bạn cái bạn Trinh Lê rằng bạn nôi những cái mà vấn đề còn hạn chế trong Đảng, mình nói xong đây này. Ngay trong gia đình nhà bạn, bố mẹ bà bạn sinh ra được 10 anh em. Đấy. Trong đó có những anh em tuân thủ theo ý kiến của cha mẹ, có những người con cũng có thể đấy là muốn lợi dụng vào cái lòng tốt của cha mẹ, đúng không nào? Cũng muốn về ăn bớt ăn xén, cũng bớt về thế này thế khác với cha mẹ chứ. Đấy. Người ta nói thế này này, trước hết phải tu thân, tẻ ra trị quốc với bình định thiên hạ. Cái bản thân mình phải đừng trách Đảng và chính sách nhà nước. Như các nước thanh niên đã nói đấy, mình đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà ta đã làm gì cho Tổ quốc. Mình phải tự bản thân mình. Chả nhẽ bây giờ bạn đòi hỏi bố mẹ bạn sinh ra nuôi bạn lớn, các bạn sinh lên nuôi bạn lớn cho bạn học, đến nỗi mà bạn cứ bảo đây tôi muốn ăn tôi đói đây,
Tôi nói đây, bố mẹ phải đút cơm cho tôi à? À? Sao bọn nó mà câu cái là nó ngu nữa mà ngu bền vững. Đấy. Bạn đòi hỏi ở cái đảng, ở đảng, ở nhà nước là phải rằng là no cho đến no cho dân. Tôi nói với mấy bạn mà Trinh Lê biết như thế này này. Của cái hai bàn tay mà ra. Con người ta phải cần cù, lao động. Phải tìm tới cuộc sống. Đảng chỉ là người hướng dẫn dẫn đường thôi. Chứ đảng có phải no cho đến 90 triệu dân Việt Nam. Ai cũng có công ăn việc làm. Nếu đảng có no con việc làm ấy. Mà bạn lười. Bạn không muốn làm mà bạn có ăn. Bạn muốn nuốt vật tận mồm. Đảng làm sao no được. Cho hơn 90 triệu dân Việt Nam. Còn bạn nói dùng cái từ này. Đảng để vô sản. Nói thực sự bạn nói một cái câu cũng là ngu bền vững. Như chỗ Vương Hùng ấy và chỗ anh Tư Tân Bình anh đã nói rất là chính xác, đúng không? Cái bản thân bạn, tôi nói là gì ơi, bố mẹ bạn mà không làm nổi một miếng cơm mà ăn thì làm sao nghĩ cho bạn mà lo cho bạn được. Người đảng viên chân chính, người ta làm ăn bằng kinh tế này, người ta đi có thể con cái người ta buôn bán này, con cái người ta học hành đến nơi đến chốn, người ta làm công ty, làm xí nghiệp, người ta thành lập những cái tập đoàn, người ta làm giàu. Đúng rồi, đó là giàu chính đáng. Nhưng nó đảng mà không làm giàu chính đáng, bây giờ pháp và pháp luật gọi là làm giàu chính đáng, nhưng phải làm cho khuôn khổ luật pháp và pháp luật. Chứ bây giờ bạn cứ nói thôi là đảng phải no thế này, phải no thế kia. Bạn đừng ngồi đấy mà há miệng chờ sung. Bạn đừng ngồi đây bạn khóc. Bạn không muốn làm gì cả. Bạn làm trong giường mà bắt chăn. Bạn ngồi trong chăn mà làm cho chăn là hô động độc. Mà bắt bố mẹ bạn. Con đói lắm bố mẹ phải cho ăn, con rét lắm bố mẹ phải cho mặc. Tự bạn khi đến tuổi 18 tuổi, từ vị thành niên rồi, từ hết tuổi vị thành niên rồi, bạn phải tự lo, phải tự kiếm cuộc sống của mình, và bạn phải tự chịu trách nhiệm với cái hành vi của mình. Chứ bao giờ bạn cứ nói mà đảng thế này, mặc dù đảng ta hiện nay vẫn còn hạn chế, mà không phải như đảng ta, mà tất cả các nước trên thế giới đều có tham nhũng, bởi vì nhu cầu là vô hạn mà vật chất là hữu hạn. Không thể nào là chúng ta bảo là không có tham nhũng được. Tổng thống Hàn Quốc có tham nhũng không ạ? Tổng thống Pháp Rakori vừa cũng chuẩn bị là đưa ra về hành động tham nhũng. Thì chúng ta thử hỏi đất nước tư bản nó là như thế. Xã hội chủ nghĩa nó cũng không nằm trong ngoài cái mục đích đấy. Chúng ta đang dần dần là một căn bệnh mãn tính, chúng ta điều trị ở mức độ nào thôi. Đấy. Ở mức độ nào thôi. Để nó đừng phát triển sang ung thư. Thế thôi chứ còn làm sao cũng ngay kể cả bản thân cái bạn Trinh Lê đấy, bạn thử nghĩ lại xem, bạn làm gì được cho bố mẹ, hay để bố mẹ bằng tất cả bạn cứ đổ cho bố mẹ, bạn sau khi lấy vợ này, bạn sinh con này, bạn đòi bố mẹ phải no cho bạn cái này cái khác, làm sao được? Bạn phải chịu trách nhiệm với bản thân bạn là chính chứ. Đấy, tôi nói với cái bạn Trinh Lê một chút. Đấy, chắc là bạn này thì đấy các anh cũng phân tích rồi, bạn này đang ở trong cái tư tưởng, ở trong cái hội nhóm mà được chỗ cái nhà Ben, cái thang hội của Ben Lê Trương và Tân Thái ở bên Hoa Kỳ, cái hội Ba Que đấy, đấy là tuyên truyền. Mà phải nói cái vừa rồi đấy là cái con danh Uyên Thùy đấy là lổ phát súng đầu tiên ở tại Đắk Lắk đấy, mà phải nói thực sự nếu như ấy mà vào người dân mà hiểu biết pháp luật, vạch mặt nó ngay tại chỗ đấy. Như ở anh em Hà Nội mà vạch mắt cái bọn dân chủ quyền ngay tại bộ chỗ, nó không dám live stream. Bởi vì mỗi một cái live stream như thế là một vấn đề là được tiền. Mà cái loại chỉ cần làm như thế chống đối để mà được tiền thì cái bọn đó chúng ta thừa hiểu được cái động cơ của bọn nó rồi, đúng không? Đấy, vấn đề tôi nói với bạn Trinh Lê một chút thế thôi. Còn bây giờ nói về đa đảng đấy. Chúng ta nói đa đảng thì chúng ta phải nói vấn đề này này. Chúng ta phải nói đến là một cái vị trí địa lý, cái nền văn hóa của từng dân tộc một. Tất cả các nước tư bản và các nước phát triển trên thế giới nó có đa đảng được ở vì sao? Vì sao? Bởi vì khi tất cả những người, các thành phần các đảng khác tranh cử vào ghế tổng thống nhá, tổng thống hoặc là một chức vị đó, dù vị vụ gì đó trong chính quyền, họ có thể đấu đá nhau thoải mái nhá, có thể lên án nhau bất cứ một vấn đề gì. Nhưng khi người ta đã trúng cử rồi thì người ta đặt lợi ích quốc gia là trên hết. Đấy. Bởi vì cái trình độ dân trí đấy mà. Còn ở Việt Nam ta đa đảng thì sao? Đấy. Ở Việt Nam ta đa đảng cái nhất về nó, tôi nói đến vấn đề địa lý. Bên cạnh phía Bắc chúng ta giáp một thằng Anh Hai.
cũng tương đối bộ não, mà không lúc nào nguôi được cái mộng bá quyền đấy và thôn tính đất nước Việt Nam. Đó. Thì ở bên biên giới Tây Nam thì có một thằng em thì cũng không kém gì, không kém gì đấy. Đất nước ta thù trong và giặc ngoài như thế, liệu đa đảng có thể giữ được đất nước hay không? Nếu chúng ta tổ chức đa đảng nhé, thì cái kiểu gì Trung Quốc nó cũng phải là tâm huyết của... đấy. Trung Quốc cũng phải khống chế một đảng, mấy ông ba que cũng khống chế một đảng, sinh ra nội chiến, đúng không? Nội chiến, nhân dân là chịu những cái lầm than khổ anh. Cực. Đấy. Cái vấn đề thứ hai về văn hóa, văn hóa của Việt Nam chúng ta là một văn hóa của văn hóa của đạo giáo về Khổng Tử này, về văn hóa của Đông Nam Á là văn hóa gì? Văn hóa gia đình, văn hóa vùng miền, văn hóa dòng họ, đúng không? Quan điểm của người dân Việt Nam về văn hóa là cha mẹ nói con cái phải nghe lời. Nếu như đa đảng, ngay trong gia đình có 5 anh em 5 đảng, ông bố một đảng, bà mẹ đảng là 7, ngay trong bữa ăn gia đình đã xảy ra va chạm rồi, mà ông bố mà ông nói mà thằng con ông theo một đảng này, đảng ra tốt, thằng con đảng con tốt đấy, con vợ nó này bảo đảng của em tốt, ngay trong bữa ăn gia đình đã xảy ra mâu thuẫn. Đúng không? Mà gia đình là tế bào của xã hội, mà gia đình mâu thuẫn thì xã hội còn gì không? Mà tôi nói nên nhớ rằng nếu Việt Nam đa đảng chỉ trong vòng một tuần, cùng nắm là một tháng là mất nước, là nội chiến, là bắn tùm lum nhau ngay. Mấy ông công giáo có thành một đảng. Bây giờ là thêm những cái đạo gọi là cái đạo đạo Đức Chúa Trời, đạo Đức Chúa Trời. Đấy, đi ngược lại cái nền văn hóa đâu. Vứt bàn thờ đi. Coi bố mẹ chỉ là cái đấng sinh thành ra mình thôi, còn tất cả của mình là do Chúa Trời sinh ra. Bây giờ không làm cái gì có ăn. Bán tất cả đồ đạc, bán tất cả tài sản đi theo. Thì bây giờ tất cả những cái đấy nó thành lập một đảng phái. Những cái đảng phái đó sẽ đấu đá với nhau. Và khi cái đảng nọ thắng thì tất nhiên là phải tìm cách tiêu diệt đảng khác. Nó không như nước ngoài, nó không như các nước tư bản. Nói với bà con như thế, nó không như các tư bản. Đấy, tư bản nói đấy là tổng thống Donald Trump. Đó, nên và... em chia sẻ thêm với anh. Em cứ nói đi. Em chia sẻ thêm là cái vấn đề là liệu khi mà mình, ví dụ như mình là đa đảng rồi, ví dụ một cái đảng nào đó họ đã lên nắm quyền, thì liệu rằng tất cả những người đi theo cái đảng khác họ có bỏ cái tôi của mình xuống để cùng nhau xây dựng, đóng góp để xây dựng đất nước như những cái đất nước khác hay không? Hay là họ lại lúc đó họ cái sự đố kỵ, cái ích kỷ của mỗi con người, rồi lúc đó là cứ bỏ mặc bên kia người ta làm gì, giống như đứng đó thì chỉ có vai trò, chỉ có mặt ở đó mà thôi, hoàn toàn không đóng góp những cái gì. Và điển hình anh thấy tất cả bây giờ kể cả trên diễn đàn này thôi còn chưa bỏ được cái tôi của mình mà đấy, một cái chung nữa thì huống hồ chi là một việc đại sự đấy. Thì em nghĩ là cái điều đó là không thể nào trên đất nước Việt Nam. Mình lại chia sẻ một với các bạn, với bạn Bình Dương, với các bạn một điều như thế này. Mình đặt chính vị cương vị như thế này nhé, ngay như nhé, tôi đây ngay như ở ngay tại trung tâm của thủ đô Bursa và thủ đô của người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhé, này, có khoảng 2 triệu người Việt Kiều ở Mỹ, đúng không? Nên Mỹ mà có tới 4 cái chính phủ. Chính phủ của ông Trần Dần, chính phủ ông Đào Minh Quân, của ông Nguyễn Hữu Chánh, đúng không? Chúng ta xem những cái cuộc biểu tình chống thuế Nga Paris và chống việc Verni nhé. Ông Ngô Kỷ thì chửi ông Phát Bùi thì chửi ông kia, đúng không? Đã không đoàn kết được với nhau. Nếu như một đảng chính đảng nào ở đấy về cùng một cái hội ba que với nhau nhé, cùng cái hội mà đu càng tụt quần chạy sang Mỹ thế này, mỗi cùng, người mỗi một đấy kiểu. Cũng có cái ý đồ phục quốc, để phục quốc lấy gì mà phục quốc mà đã như thế rồi, còn nếu được đảng họ thắng thì như nào? Xem cái cuộc biểu tình ở bên ở phố Bô Xá thì không khác gì một cái chợ vỡ, đúng không? Như vậy thì nào sao đánh đạt được hơn 90 triệu dân Việt Nam? Và bằng chứng liệu có đảng nọ tiêu diệt đảng kia hay không, mình lấy bằng chứng như chính phủ Đào Minh Quân. Đấy. Chính phủ Đào Minh Quân coi là diệt cộng còn Việt, Việt không giết Việt, đúng không? Đấy nhé, đấy, à bỏ
bỏ cộng còn Việt mà Việt không Việt, mà trong cái gọi là cái quốc huy của chính phủ Đào Minh Quân đấy, hình hình một cái bản đồ Việt Nam hoặc một người mẹ Việt Nam, ở giữa có một cờ vàng đậm ba sọc đỏ và tay cầm một cái kiếm nhé, đâm vào ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé. Đấy là hành động gì? Đúng là Việt không giết Việt, nhưng nếu cho chính phủ Đào Minh Quân về nắm quyền nhé, liệu 4 triệu người đảng viên có bắt đầu rơi máu đổ hay không? Hay là theo Ngô Đình Diệm lê mé chém khắp miền Nam để mà tiêu diệt những người cộng sản? 4 triệu đảng viên trong này có 4 triệu người, 4 triệu gia đình. 4 triệu gia đình nó lại có dây mơ họ hàng, dây mơ rẽ mái ra. Đúng không? Liệu có phải là tắm máu không? Đấy. Thì chúng ta phải nói rằng ở Việt Nam ta nếu đa đảng, loạn 12 sức quân. Cho nên bây giờ bà con chúng ta phải cẩn thận với một số cái phần tử mà lười làm nhưng mà siêng ăn, chỉ muốn cầm cái quyển hiến pháp đi gạch chân những cái gì và chúng nó xuyên tạc cái hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và chúng nó không hiểu, chúng nó nói một câu ngu một đằng ra này, đến năm tới 30 tuổi mới được cầm quyển hiến pháp. Ai nhét quyển hiến pháp vào tay cho anh? Đi học ấy thì anh phải mua sách, anh nghe cô giáo giảng. Cái loại này học cũng để chữ thầy, giả thầy cho thầy làm vốn hết thôi. Chứ không làm nó cái gì cả. Bây giờ gạt chân những cái điều hiến pháp này. À, cộng sản là vô sản. Mà hiểu cái từ vô sản một cách ngu xuẩn như thế. Thì đến khi mà chúng nó làm được cái gì? Đấy. Cho nên chúng ta phải nói và nói về đa đảng. Phải nói là một cái trình độ dân trí của từng nước một. Vị trí địa lý của từng nước một. Bên Mỹ nó đa đảng được bởi vì nó chung quanh, nó làm gì có kẻ thù. Nhưng Việt Nam ta phải thù trong và giặc ngoài rất là nhiều. 43 năm nay mà cái đội thụt quần chạy sang nước ngoài mà nó còn chưa hết thù. Thì làm sao mà bây giờ nó không thù, nó không giết? Đúng không nào? Đấy. Và cái thứ hai nữa đấy. Dạ đúng rồi. Đấy. Chúng ta phải nói là cái nền văn hóa vùng miền của người dân tộc Việt Nam. Chúng ta chỉ việc đa đảng nó xây dựng kinh tế. Nhưng Việt Nam hiện nay chúng ta, Việt Nam ta phải thắng Mỹ, thắng Pháp cái gì? Ở cái mặt trận đấu tranh nhân dân. Đúng không? Cái sự đoàn kết toàn dân. Nhưng nếu đa đảng thì không thể có mặt trận tổ quốc được. Không huy động được cái tình đoàn kết trong toàn nhân dân được, trong toàn dân tộc được. Mỗi ông đảng này, một ông đảng Cộng hòa, ông nắm một sư đoàn. Đúng không? Ông đảng Dân chủ, ông nắm một quân đoàn. Ông đảng Tự do, ông nắm một quân khu. Tôi nói như thế thôi. Độc nội bộ trong quân đội và công an không? Ai lãnh đạo? Đã phải à? Yeah. Đấy. Cho nên là cái thằng cha Trinh Lê này đây, một số những cái thành phần nó ngu mà nó ngu bột bền vững. Mà cái câu nói của Hiếu Ngọc. Đấy. Ngu hết phần của người khác. Nói với Bình Dương mấy anh em như thế này, trong cái lực lượng cờ đỏ của mình hiện nay thôi nhé, chúng ta không đô tô ai nhé, quan điểm anh em mình không đô tô ai, những cái lực cờ đỏ ấy, chúng ta phải nói rằng tất cả những người lên đây phản biện quan là những người yêu nước, mà trong khi đó chỉ cần sai cái nhận định một chút, mà sai cái gọi là bất đồng về quan điểm một chút đã rất là mệt mỏi rồi thì đó. Chúng ta lấy một cái ví dụ rất là đơn giản như thế thôi. Chứ còn chúng ta lên mạng này, chúng ta để tuyên truyền này. Hiện nay cái chính sách pháp luật và luật pháp và hiến pháp này đến tận thôn bản, đến tận người dân rồi. Chứ không phải là ở đâu xa cả. Lúc nào khi ra một cái thông tư nghị định nào trên phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta đã thông báo. Báo chí đã thông báo. Và muốn hiến pháp tra Google, bây giờ dân ta phải biết sửa ta, mà nếu mà không biết thì cha ra gồ mà khác phát ra ngay. Con người ta bây giờ đấy, có hai cái tai để nghe và hai cái mắt để nhìn. Nhưng giữa hai cái tai và hai cái mắt, chúng ta phải có bộ óc biết phân tích đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chính nghĩa và đâu là phi nghĩa. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng đấu tranh theo tính chất bày đàn hoặc là thế này thế khác, theo cái kiểu là cứ nghe người ta nói này, nghe người ta nói thế kia. Chúng ta phải nghe hai tai, nhìn hai mắt và biết có bộ óc để phân tích những cái điểm nào đúng, điểm nào sai.
chứ các bạn cũng đừng nên là bây giờ lên án ông này hoặc lên án ông kia. Chúng ta đấu tranh, đấu tranh. Giờ bên giờ về chúng ta có rất nhiều kẻ thù, rất nhiều kẻ thù, mà chúng ta phải biết rằng ở cái trang của Ben Ly Trương và Tân Thái nó ra giả sau này, và anh em mình còn đi làm, mình còn đi làm đến tối mới ngồi với nhau được một tí, đúng không? Thế nhưng bên đó tôi live stream suốt thời gian rất là dài, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 4 tiếng. Thế mà thấy toàn những cái thành phần mà dân chủ cuội và những cái thành phần lưu vong ở nước ngoài, chúng nó tự xếp nhau đến 900 người đấy vào cái diễn đàn đó, nhưng hầu hết là chúng nó tự sướng với nhau, tự thủ dâm tinh thần với nhau thôi. Chứ nếu anh em mình có vào để mà phản biện một cái là chỉ đủ một lần thôi, là sao không lên được nữa, không lên được nữa. Thế nên chúng ta kể cả diễn đàn của em, ba que cho vào thoải mái, kể cả vừa rồi em cho cái tên Trinh Lê này lên. Anh biết Trinh Lê nó ở trong cái chương trình Chấn Hưng Nước Việt, Chấn Hưng TV đấy, nó lên nó nói về cùng với Phan Văn Bách, lúc nào cũng hiến pháp và pháp luật, nhưng thực tế ra có hiểu gì hiến pháp luật? Không phải nó không hiểu mà nó cố tình không hiểu, cố tình không hiểu. Nó cố tình không hiểu chứ. Cố tình không hiểu. Và nó chỉ vạch những cái điểm mà đấy, kẽ hở ra để nó tìm những cái kẽ hở, nó tìm những cái nó, nó theo đeo theo ý hiểu chủ quan của chúng nó đấy, để bôi nhọ này, để thổi phồng này, để bóp méo này, đúng không? Ví dụ như bây giờ này, rồi, nó tuyên truyền là đổ hết trách nhiệm về cho đảng. Đảng cũng là người, cũng là con người như chúng ta mà thôi. Đấy. Chứ có phải là thần là thánh gì đâu. Cũng cơm ăn, cũng áo mặc, cũng đầy đủ mọi nhu cầu như chúng ta. Nhưng cái trách nhiệm của họ lớn hơn chúng ta. Trách nhiệm của họ lớn hơn chúng ta. Là phải no cho dân, no cho nước. Nhưng không phải là họ phải bón cho mình từng bát cơm. Đấy. Đấy, đảng phải no cho công ăn việc làm. No cho thế này. Học thì dốt. Nam thì lười. Đấy. Đi làm công ty nọ nhảy công ty kia, đòi hỏi thì cao, làm sao đảng nó no được. Chứ mình không nói rằng, mình không phủ nhận rằng hiện nay trong đảng cũng có tham nhũng, cũng có những thành phần đi lại cái đường lối chính sách của đảng. Chứ nghị quyết của đảng ra là rất đúng, rất đủ. Những cái người triển khai nghị quyết, người triển khai ở phía dưới hiểu sai, hiểu không đúng và đi làm sai lệch những cái nghị quyết của đảng. Thế mới có cái chuyện tham nhũng, cũng phải ra tòa chứ. Nếu như mọi người chúng ta đều tôn trọng pháp luật và hiến pháp thì làm gì còn tòa án? Đấy. Làm gì còn tòa án, còn viện kiểm sát hay còn nhà tù? Đến như Mỹ bây giờ nó văn minh như thế, nó còn có nhà tù không ấy? Mà ở Việt Nam ấy, đi ra tù còn có làm lại cuộc đời, nhưng ở Mỹ mà đã ra tù rồi coi như cuộc đời của anh chấm hết, chỉ còn làm Hamlet mà thôi. Thế thì trong diễn đàn hôm nay ấy, thì em còn có hỏi gì không, anh sẽ trả lời, còn không anh xuống cho người khác lên. Dạ thôi.